chết, ông trời không cho em chết. Dạ. Em nói thiệt luôn á. Em nói với mẹ em hoài, mẹ ơi, làm cách nào cho con ra đi nhẹ nhàng đi, chứ con không có muốn đau, con không muốn sống nữa đó mẹ. Tuổi chị còn trẻ mà chị suy nghĩ. Nhưng mà nó đau lắm, nó bệnh lên là nó đau dữ dằn lắm. Nó đau là muốn tự dặn luôn, nếu mà đi được là tự dặn. Ở trên Cần Thơ đau quá chị đau kia, thừa ơi cưng chở chứ ra cầu Cần Thơ đi thừa, năn nỉ nó luôn đó. Thừa cưng chở chứ đi đi thừa, chứ chịu hết nổi rồi thừa ơi. Là chị muốn là cách cầu Cần Thơ đó. Đúng rồi, nếu mình đi được là mình nhảy rồi đó. Mà nói những cái lời mà khó nghe. Nói chị khỏi đi viện đâu. Nói em má thôi, mày khỏi đi để tao bóp nó về, nó hết bệnh mày à. Ông nói gì đó, mà hồi đó ở với em đi chơi dữ lắm. Em không có thôi đâu, tại em nói không có được em mới thôi. Bò anh em thôi. Toilet em tự phục vụ bản thân em được thôi, chứ em cũng không mong cầu gì. Bị mẹ em lớn tuổi quá, mẹ em nuôi em thấy tội lắm. Đổ bơ đó này đó kia em tội lắm, em vô tâm. Mấy anh với cộng đồng mạng có thương giúp đỡ cho em được mớ tiền, em chỉ bệnh em ngồi gì cũng được nữa. Em không cần đi, em ngồi cũng được, em ngồi xe lăn cũng được nữa. Đàn ông mà ngủ thì phải sờ mó vợ. Ảnh bóp đụng, ông hỏi em á là cái vú em sao có cái cục gì nó cứ ngắt vậy. Cái em mới tính đâu là cái chạm, em mới chắc cái chạm chứ gì. Cái em mới nằm đi em suy nghĩ, không lẽ hai đứa con rồi còn cái chạm. Rồi sau này em mới biết, ông nói thôi mày khỏi cứ đi đâu, để tao bóp cho nó bể lên nó hết bệnh rồi. Trời ơi trời, nói gì luôn đó hả? Tháng rưỡi. Nhưng mà ông ăn mắc lắm. Cái chân ông ăn tới 8 triệu, cái tay ông ăn 4 triệu lần. Mà giờ mẹ em hết khả năng, giờ em 5 năm nay em cũng hết khả năng rồi. Em hết khả năng em gượng, thật sự em hết khả năng luôn rồi. Em nhờ mấy anh với cộng đồng mạng có thương giúp đỡ cho em được mớ tiền, em chỉ bệnh em ngồi gì cũng được nữa. Gặp cô ở đây thì cũng là mẹ của chị Diễm. Cô là mẹ chị Diễm đúng không ạ? Dạ, chào cô nha. Dạ, thì sẵn đây thì con hỏi thăm cô chút xíu ha. Dạ, con cài này. Dạ, cho con xin phép con cài nha. Dạ, rồi con chào cô ha. Thì hôm nay con cũng nhận được một cái lời giới thiệu á. Anh em con thì cũng đến đây để chia sẻ một cái hoàn cảnh. Đó là hoàn cảnh của chị Diễm. Không biết là hoàn cảnh của chị là như thế nào vậy cô? Em nó bị ung thư vú cháu. Dạ. Dạ. Ung thư vú rồi nó mổ rồi nó mổ được 5 năm rồi, giờ là một năm trở lại đây là nó đi chụp xạ hình xương á. Dạ. Rồi bệnh viện ta cho biết là nó bị di căn. Ồ, di căn. Di căn. Nó cũng như là nó. Con nghe nói là di căn qua xương hả con? Dạ. Qua xương rồi nói bị ngắm vô ruột gì đó rồi lên não mà chưa vô phần mềm. Dạ. Cô lấy khẩu trang đi cô. Nói cho Trang ra nói chuyện với con cho dễ ha. Dễ con. Dạ. Rồi bây giờ thì di căn qua xương. Xong rồi nghe nói là chị bị té hay như thế nào con? Bị té. Dạ. Bữa đó nó đi nhỏ cháu chở về tới cửa rồi. Dạ. Bước xuống là cái ấm quần á. Dạ. Nó thọt vô trong cái chân chổi á. Chân chổi của chiếc xe. Bị vướng vô cái xe. Vướng vô nhưng mà chiếc xe đậu. Trời ơi. Chiếc xe nhỏ cháu còn ngồi đậu nhưng mà nó bước làm sao không biết. Nó quăng gãy một vòm mặt, một tay trái. Gì ghê vậy cô? Nha. Rồi gãy trên xương đòn nữa. Gãy mấy khúc luôn. Trời ơi. Cái tay gãy chân nữa. Bước trên xe xuống thôi mà chỉ đó hả? Dạ, bước trên xe xuống không à. Vậy là xương của chị yếu lắm luôn hả cô? Giống như di căn qua xương là xương yếu rồi. Nó ngắm vô xương gì đó, di căn vô xương. Dạ. Rồi cái mới là bên mà ngã năm á. Dạ. Nó chở ra ngã năm chuyển lên trên Sóc Trăng. Dạ. Sóc Trăng ta mới nói là cũng như là người ta không có cái điều kiện để mà chắp inox gì đó. Dạ. Rồi cái chuyển lên Cần Thơ. Dạ. Lên Cần Thơ thì nói là bác sĩ cho biết là giờ cái xương của em nó bị vậy, nhưng mà không có điều kiện là khoan để chắp inox được. À, yếu quá không khoan được cái xương yếu quá. Dạ dạ, không trời có chắp inox được. Nói rồi bác sĩ kêu thôi để bác sĩ để cho nằm 3 bữa rồi chuyển về ngã về Sóc Trăng nằm lại. Trời đất ơi, chuyển về luôn. Chuyển về.
Trời ơi. Dán về ngã năm nằm lại. Còn bây giờ là chỉ về nhà rồi. Về nhà bao lâu rồi cô? Về nhà cũng một tháng, nằm ở trển được 2 tuần. Dạ. Yeah. Ở Cần Thơ 3 ngày về ngã năm tí về Sóc Trăng. Nữa là dồn lại là được 2 tuần về cái này nằm. À. Mới đi tái khám lại hồi tuần rồi. Dạ. Yeah. Thì nghe nói là chị cũng có gia đình, có chồng với lại có con đúng không cô? Nhưng mà hai vợ chồng thì cũng đổ vỡ rồi, không có sống chung. Rồi chị cũng đi làm ở thành phố hả cô? Hồi đó thì nuôi, nó về đây nó tính nó mướn ruộng bằng rồi nó nuôi heo mà heo còn có 2.900.000 rồi lỗ rồi nó mới đi làm công ty. Đi lên chợ nó mặn chưa giáp năm nó phát ra bệnh. Trời đất ơi. Bệnh rồi chăm gọi luôn. Bệnh rồi ảnh bỏ luôn. Ở luôn. Rồi bây giờ là phải về đây ở nhà với chỗ cô để cô lo. Nghe nói bệnh mà lúc trước mà đi trị bệnh mà có một mình thôi, không có ai người thân nào hết. Mình ơi, cô lúc đó cô đau, có gì để đệm cô không nuôi nổi. Trời ơi. Có chú nằm nuôi vợ cặp bên đó, nó cũng đỡ em lên xuống. Dạ. Rồi cô mắc nuôi thằng con nó còn lúc đó cũng còn nhỏ. À, con trai của chị. Dạ. Là chị bị bệnh ung thư hả cô? Bệnh ung thư. Ung thư gì vậy? Ung thư vú đó. Trời ơi. Rồi lúc đó là chồng của cô với chị phát, còn ở phát, không? Phát bệnh là nó về dưới này nó đi siêu âm thêm một đợt nữa. Dạ. Là ra là chính xác luôn, rồi là bắt đầu đi ngược lên ung bú, mổ là chồng nó bỏ luôn. Trời ơi. Không liên lạc luôn. Vừa bỏ rồi xong là chồng bỏ. Bỏ rồi. Rồi nó mới đi mổ. Nghe nói mổ mà tự một là mình đi luôn. Là vừa phát bệnh lên là là nó về đây nó đi khám là phát bệnh là bỏ luôn, không liên lạc được. Chồng nội tâm dưới trời nghe tin vợ bệnh mà bỏ đi luôn. Lúc đó cô nuôi 2 đứa. Dạ. Cô nuôi thằng nhỏ thằng lớn luôn. Dạ. Hồi tới thằng lớn 13 tuổi là nó đi theo cha nó rồi. À. Bây giờ còn một bé ở đây. Còn một bé này nó ở đây. À. Bé này nhiêu tuổi vậy cô? 10 tuổi, 11 tuổi gì đó. Cô cũng quên. À. Dạ. Rồi chị Diễm là 38 tuổi. 38 tuổi. Ừ. Con nghe nói thì là chị hiện giờ chỉ nằm trên giường nhưng mà nó cũng như là nằm liệt giường. Dạ, dạ. Mà mỗi sinh hoạt thì cô lo hết. Cô. Và cũng không có chi phí cũng như là bây giờ cũng hết tiền rồi, không có tiền để đi mà nghe nói là đi bó thuốc vậy hả cô? Dạ, dạ. Nghe nói đi bó thuốc hả? Đi cái ông thầy thuốc bắc, ông bảo đảm là ông bó là một cái chân với một cái vai này là cái chân thì 8 triệu, cái vai là 4 triệu là 12 triệu. Mà ổng dám bảo đảm là cỡ 2 tháng rưỡi là sẽ lành. Dạ. Mà giờ cô hết trơn tiền rồi. Trời ơi. Ừ. Mình đang gặp khó khăn cái vấn đề đó cũng như muốn đi cứu cho chị để chị ngồi vậy được đồ ha cô ha. Dạ. Trời ơi. Cô cũng muốn mấy em như cộng đồng mạng rồi lên có cách nào giúp đỡ cho nó, yêu cầu mà nó ngồi lên được á. Cái chân của nó không đi vững như một lần, yêu cầu mà nó ngồi được thôi, tắm rửa được với sinh hoạt được thôi. Chứ giờ chị cứ nằm vậy mình thấy nó nằm thấy tội. Dạ. Hiện tại là sức khỏe của chị như thế nào rồi cô hả? Sức khỏe của nó có bữa thì nó ăn được, có bữa thì nó cũng ói. Rồi. Nằm như vậy chắc thực sự khó chịu, đau đớn dữ lắm, tại xương gãy mà cũng giờ đang băng bó luôn hả cô? Bó bộ. À. Về ở với cô lâu chưa cô? Về đây nè. Về năm nay rồi mà nó cũng ở như này. Có từ hôm té tới giờ là nó lên tỉnh rồi cũng nuôi. Ở trong cái nhà đây ha, nhà của chị ha. Mấy bữa mà trời mưa giông. Cái này con thấy giống cái chuồng vịt với chị cô. Bị cô nuôi nhờ á. À. Mấy bữa trời mưa giông nó giấy mẹ ủa. Giờ nhà con để nguyên con cũng ra chung vô. Đừng dở nhà của con. Giống như cái nhà này của chị á, còn như nhà của chị. Thế hồi nó té, nó lên, nó ở chỗ luôn. Cô đem chỗ nó cũng nuôi đó. Dạ. Mà xuống đây là mọi sinh hoạt là cô cũng lo cho chị Diễm hết cô hả? Cô lo hết nha. Cô hôm nay nhiêu tuổi rồi? Cô 66. Cô cũng lớn tuổi mà cũng có bệnh nữa. Bây giờ phải lo cho cháu rồi lo cho con gái nữa. Thôi giờ mà cô dắt tụi con đi vào ha, đi vào thăm chị coi. Coi chị sao? Anh em hôm nay có cầm quà vô. Hôm nay thì anh em đi thì cũng có phần quà của anh Trần Tài Tình ở Sóc Trăng á, gửi á. Cô cầm phụ giùm con cái thùng mì đi con. Dạ. Đây, lấy cái này.
Thì bây giờ em cũng mời cả nhà cùng hôm nay được có thêm Minh Quận Vlog cả nhà. Thì cả nhà nhớ ghé qua nhớ ủng hộ cho kênh của Minh Quận Vlog. Thì anh em cũng mới đầu đi chung cả nhà. Thì đây là căn nhà của chị Diễm 38 tuổi. Mang một căn bệnh côn trùng rất là nặng luôn. Hiện tại thì đã di căn qua xương rồi cả nhà đấy. Thôi em chào chị nha. Rồi chân nghỉ vậy đó hả? Rồi quá rồi mọi người. Là một bên đó, bên đó là gãy. Bên này gãy trên này. Dạ. Cái chân nó gãy mấy lóng mà băng gì tới dưới này vậy cô? Gãy trên này. Dạ. Ở bác sĩ người ta kèm mình đừng có nhúc nhích á. Dạ. Là phải băng từ chân lên tới đùi luôn. Cái tay thì cái xương đòn này mẻ đây. Mẻ xương đòn hả? Mẻ cái xương đòn rồi. Rồi cái tay này thì nó gãy. Gãy có hình luôn. Dạ. Có hình có đòn. Có chụp đó ha. Dạ. Rồi. Đây là con trai của chị Diễm hả? Dạ. Giờ cái tay em đâu có ấy. Con mụn này con hỏi chị Diễm chút xíu. Sao chị? Cái tay em giờ nó tê hai ngón này nè. Dạ. Giờ ngủ thôi thức dậy là phải kéo. À. Kéo ra không thôi nó tê ngay không được. Dạ. Dạ. Chị Diễm hả? Chị dạ. Năm nay 38 tuổi hả chị? Dạ đúng rồi. Cái tay chân như gãy hết trơn nghe trời. Giờ tay cứng ngắc luôn hả chị? Là bữa đó bị sao mà tới gãy dữ vậy chị? Bữa đó em đi đằng nhà chị về rồi đi đằng chị là nhỏ cháu nó nghỉ lễ 2 tháng 9. Dạ. Nó về nó chơi rồi em đi đẳng em chơi. Xong rồi cháu đưa về tới cửa rồi em bước xuống cái ống quần nó dắt vô cái xe. Dạ. Mà không hiểu sao em té xuống em gãy tới ba khúc. Trời ơi. Giờ cái tay em cứ như vậy nè, ấy lên ấy xuống. Anh nhịp gì đừng cho nó tê, nếu không ấy không cử động thì nó liệt luôn. Mình chỉ từ ở trên xe ông Đa mà rồi. Bước xuống mà té đến nông nổi vậy hả chị? Bữa em nhức cái giò em đi không nổi rồi mà em rớt lại cháu em chơi em nhớ nó quá bị lâu rồi không có gặp cháu. Dạ. Rồi, trước đó là đã nhức giò sẵn à? Dạ nhức em đi không nổi rồi em mới có ăn em nói nha. Trời ơi chế nhức chân lắm rồi. Dạ. Bây giờ chỉ không biết chế nằm ngày nào, nếu chế nằm xuống thì mẹ sẽ khổ. Mà bữa đó mẹ khuyên thôi con đừng có đi. Mà không biết hiểu sao em đi về em té sao em cũng không hiểu luôn. Xui gũi. Dạ. Rồi sao xương của chị dễ gãy quá vậy? Mình bị ung thư vú di căn xương á. Là nó di căn qua hả chị ha? Rồi dạ. Mới ảnh hưởng đến dạ. Những cái bộ phận xương của mình. Dạ. Nên là yếu. Rồi, nên té nhẹ thôi mà. Dạ nếu em mạnh khỏe như người bình thường em té em không có gãy đâu. Dạ. Dạ. Nè mà chị té chắc rất là mạnh chứ mà nếu mà té bình thường thì đâu đến đổi gãy dạ, thêm xương đòn rồi xương đùi nữa. Dạ. Đâu là sập xương rồi má luôn rồi đó. Dạ. Bữa cái mặt em banh nó trơn luôn bữa nay nó bớt nó hết. Chị té bước ở trên xe em ta xuống hồi té xe. Dạ, dạ em bước bị gì? Cái chân mình nó đau em ngồi hai bên em ngồi không nổi em dở lên ngồi không nổi em chỉ có ngồi có một bên nè. Dạ. Mà em bước xuống nó vướng nó té. Có tội nghiệp mẹ em thôi, tại em trẻ quá mà bây giờ mẹ gần 70 rồi em nằm chỗ em tội mẹ em nuôi em. Cô lớn tuổi rồi. Dạ. Chị mới 38 rồi phải nuôi chị. Em nghe nói là trong cái thời gian trước là mấy năm rồi là chị bị bệnh ung thư. Dạ. Cũng có một mình thôi để đi bệnh viện này kia có một mình. Dạ, tự lo cho bản thân luôn. Dạ từ hồi phát hiện bệnh là đi khám với bác sĩ Hữu với Cần Thơ á là bác sĩ Hữu kêu thôi bây giờ là đi liền đi để không có được đâu vì cái này nó đã có nhân rồi. Trời ơi. Rồi cái em đi lên chợ em đi qua Hòa Hảo trước em thấy Hòa Hảo không ổn em điện về cho mẹ kêu nói thôi giờ con đi thẳng qua trung tâm ung bướu đi. Dạ. Đi qua đó lấy xét nghiệm này kia nọ thì bệnh rồi nhập viện rồi từ ngày nhập viện mà tới ngày mổ luôn nó cũng mấy tháng. Hồi lúc cái giấy lên bàn mổ là tự em không à. Lúc đó bị mẹ em bệnh nuôi thằng con em. Mẹ không có lên được. Tự một mình ký giấy, tự một mình. Dạ, tự một mình ký giấy lên bàn phẫu thuật luôn đó. Trời ơi. Khi đó người chồng của chị có cãi giả gì không mà hai vợ chồng không có ở chung? Không có cãi gì trơn á. Tự nhiên ảnh phát anh bệnh á. Đàn ông mà ngủ thì phải sờ mó vợ. Dạ. Ảnh bóp đụng, ông hỏi em á. Là cái vú em sao có cái cục gì nó cứ ngắt vậy
Cái em mới tính đâu lại thấy chạm, em nói chắc cái chạm chứ gì. Cái em mới nằm đi em suy nghĩ, không lẽ hai đứa con rồi còn cái chạm. Rồi sau này em mới biết, em nói thôi mày khỏi cứ đi đâu, để tao bóp cho nó bể lên nó hết bệnh rồi. Trời ơi trời, nói gì luôn đó hả? Chồng con sao mà nói những cái lời mà khó nghe. Nói chị khỏi đi viện đâu. Nói em má thôi, mày khỏi đi để tao bóp nó bể, nó hết bệnh. Ôi mày à ơi. Ông nói gì đó mà hồi đó ở với em đi chơi dữ lắm. Em ơi, em không có thôi đâu. Tại em nói không có được em mới thôi. Bò anh không thương chị sao mà em nói gì không vậy? Không nữa. Biết chị bệnh thì phải hạn chế những cái va chạm như vậy, mà tại sao mà nói những cái câu nói mà ảnh hưởng tới tâm trí của chị luôn. Rồi xong rồi thời gian đó là bao lâu rồi đầu ảnh mới bỏ đi luôn hay sao chị? Chị chia tay luôn. Khoảng mấy tháng sau à, từ từ anh đi dần luôn, anh không về nhà nữa. Cũng không có cãi vã gì hết. Không cãi vã gì trơn, anh đi luôn vậy đó. Dạ. Sống hai đứa con mà đi cái một. Thì hai chồng gắn bó biết bao lâu. Bên gia đình anh cũng khá, cho anh năm công ruộng á. Dạ. Bên đây mẹ cho, hồi lúc đó mẹ còn khá, mẹ cho hai công bệnh bán ra chi bệnh. Bây giờ mẹ hết tiền rồi. Cho ta mượn bằng khoáng, ta bán hết trơn. Bán trả nợ cho ta hết trơn tiền. Không còn tiền lo bệnh cho em nữa. Trời ơi. Nghe nói bây giờ là chị cũng muốn đi đâu đó để băng lại. Nghe nói là mới đi khám rồi bác sĩ nói là chị có thể mà nằm như thế này là suốt đời luôn hả? Dạ đúng rồi, bác sĩ nói khả năng là có thể là nằm suốt đời luôn, không có tháo băng ra luôn á. Tại vì xương chị yếu. Dạ đúng rồi. Xương yếu rồi bây giờ là tháo ra là nó gãy nữa. Dạ. Trời đất. Bây giờ là băng gì hoài? Dạ, rồi ba em đi cầm hồ sơ đi xuống Bạc Liêu hỏi cái ông thầy thuốc bắc với Bạc Liêu á. Là ổng nói là ổng bảo đảm ông chị khỏi trong vòng 2 tháng rưỡi. Dạ. Nhưng mà ổng ăn mắc lắm. Cái chân ổng ăn tới 8 triệu, cái tay ổng ăn 4 triệu lần. Dạ. Mà giờ mẹ em hết khả năng, giờ em 5 năm nay em cũng hết khả năng rồi. Em hết khả năng em gượng, thật sự em hết khả năng luôn. Em nhờ mấy anh với cộng đồng mạng có thương giúp đỡ cho em. Được mớ tiền em chỉ bệnh em ngồi gì cũng được nữa. Em không cần đi em ngồi cũng được, em ngồi xe lăn cũng được nữa. Thấy chị xót xa thật luôn. Chỉ cần chị khỏe là thôi chứ chị cũng không mong muốn gì hơn nha. Chỉ cần khỏe là thôi, tự chăm sóc bản thân được thôi. Em đi, em ngồi vậy là em đi vô toilet em tự phục vụ bản thân em được thôi chứ em cũng không mong cầu gì. Bị mẹ em lớn tuổi quá, mẹ em nuôi em thấy tội lắm, đổ bơ đứa này đứa kia em tội lắm, em vô tâm luôn. Thấy vậy em cười nói hàng ngày chứ em khổ tâm lắm, tại cười nói gì qua ngày đoạn tháng thì thôi chứ mình nằm đây mình cũng rất là khó chịu đó chị. Dạ. Cô chị với chồng chị là cưới nhau bao lâu rồi chị? Cưới nhau cách này 18, 19 năm rồi. Mấy năm sống với nhau như vậy đó. Mấy năm? 18 năm. Dạ. Đối xử với vợ mình. Hồi nó bỏ là thằng lớn 8 tuổi, hơn nhiều tuổi đó, rồi tới thằng cô nuôi thằng lớn 13 tuổi là em cho đứa đi học quản chơi biết chữ hết á. Rồi thấn nó để con cha học ngày ngưng bằng có tiền. Rồi theo cha nó luôn tới giờ. Nghe mà tội nghiệp cho chị, sống chung mười mấy năm mà. Không có tình thì cũng còn nghĩa. Mỗi lần đứa con lớn là đi theo cha hả chị? Dạ. Không có chăm sóc chị. Cũng như cũng gần gũi vợ mà vợ lại có cái bệnh như vậy đó. Cái đầu anh giống như anh bực tức của mình, nó nói như vậy đó. Bởi vì nói nhiều làm chị đau lòng thật sự. Vợ bệnh mà không có lo, mà lo cái gì. Đáng lý ra mà chồng á, khi mà vợ ngã bệnh thì phải chăm sóc. Chị mới có cái động lực, rồi chị mới có cái tinh thần. Chị vừa bị suy sụp tinh thần chứ. Buồn đủ thứ hết mà thấy bệnh, căn bệnh trong người nữa. Nhưng mà vì con em cố gắng ha, em cố gắng. Bác sĩ nói em sống được 5 năm mà tới thời điểm tháng 9 này là 5 năm á. Đúng 5 năm luôn á. Mà chị cố gắng. Dạ, em chị sống còn... với thằng này nữa. Em nói em gái nuôi con em lớn chút nữa cũng được nữa. Cái thời gian mà anh bỏ đi chị là bao lâu rồi? Anh bỏ đi 5-6 năm rồi, từ hồi lúc mắc bệnh ra luôn đó là anh bỏ đi luôn. Chị vô cớ vì cái chuyện chăn gối thôi mà anh bỏ chị, cũng như là nói những cái lời lẽ mà khó nghe trước với chị đó, luôn chị, chị nói là anh cũng hay đi chơi này kia nữa. Anh đi chơi lắm, anh làm bên ngành xe cuốc, anh đi chơi ghê lắm. Trời ơi. Bây giờ chị phải nằm. Giờ em níu giữ không được, em mới buông đó. Chứ không bao giờ thằng lớn em, hồi lúc anh nhậu về cũng
hay cự cãi mà em bỏ em đi làm cũng mấy tháng. Yeah. Rồi em cũng quay về ở tới 3 năm sau em mới sanh này nè, chứ không bao giờ em không muốn gia đình đổ vỡ, em không muốn con em khổ. Em nói thật sự tới ngày giờ này luôn đó. Tại ảnh quậy quá mới bỏ thôi, mới thôi thôi. Em chịu đựng dữ lắm rồi. Chịu đựng, em nói thiệt là em chịu đựng dữ lắm luôn đó. Rồi hai vợ chồng mới chia tay. Mà buồn nhất là cái câu ảnh nói để tao bóp chứ nó bể mày khỏi đi chi bệnh. Trời ơi. Vui buồn có nhau mà tới chừng mà chị đổ bệnh rồi, chị đau đớn mà nè, bỏ chị một mình cho chết, mặc kệ chết sống. Em lúc đó em vô em mổ ở bệnh viện ông bú em vô 8 thôi quá chắc. Em tự đi mình em mà hên em không gớt to nào trơn, em đủ không cầu em vô thuốc. Phải, nếu mà nó sốc em ở nhà trọ mình là em chết mà hên. Trời đất đúng rồi, phù hộ không có sốc thuốc. Rồi thêm 16 tia xe chị nữa. Tự đi, tự lo cho mình luôn, tự đi vô bệnh viện để điều trị cái bệnh của mình luôn. Hồi đó em ở bên quận 7. Rồi em chạy xe đi hơn. Đi qua bên Bình Thạnh. Vừa làm, lúc đó chị có làm không? Có lúc đó còn mình còn đi đứng bình thường ha. Dạ lúc đó em mạnh. Em còn bình thường, em mới đổ bệnh hồi tháng 6 năm nay là em làm hết nổi em mới nghỉ á. Dạ. Rồi chân chị bây giờ còn đau nhiều không chị? Có đau dữ không? Đụng mạnh thì nó đau nè. Nó cứng đờ, nó thẳng gì luôn, ta bó là thẳng luôn vậy ha. Nó gãy sát trên đây nè. Gãy tới xương chậu luôn. Dạ, nó gãy gần xương chậu xuống xíu. Giờ em muốn ngồi, bác sĩ nói nếu em ngồi được thì em ngồi, nhưng mà nó sẽ đau, em không dám ngồi. Đúng rồi, giờ xương chị yếu lắm, chị ngồi cũng nguy hiểm lắm, lỡ nó bị lại cái là nó chưa có ấy đó. Dạ, bị lại khổ nữa em. Bị lại là chị khổ lắm. Thay vì mà nó lúc nào để bình thường mình chịu khó mình nằm vậy thì có thể nó từ từ nó lành á. Dạ. Nó lành thì nó hết, còn mà chị mà làm nó cho nó bị thương lại á thì nó sau này nó bị hoại tử á, nếu không đi bệnh viện á khổ lắm luôn á. Chị nằm chị chịu khó là cũng lắc qua lắc lại cho nó di chuyển á. Dạ. Để không mà chị để yên cái tay mà chị không cử động thì nó cũng chết á, chết thịt mình á, là nguy hiểm lắm. Gần cái gì là nó co lên nó rút ra, nó rút lại á, em không kéo nó ra là nó rút lại gì luôn nè. Mình nhức dữ không chị? Có bữa đó nó nhức em la làng luôn, em muốn một phim mà muốn Halloween luôn á. Halloween là gì? Halloween là ấp huyện á. Trời ơi, gì vậy? Đúc phim. Hiện tại bây giờ em muốn hút đúc phim đó hả? Halloween phim. Nó kêu bằng mọc phim á. Là cái đó là giảm đau đúng không chị? Giảm đau. Cái đó là uống vô là giống như đau dữ lắm luôn, mới uống đó cái đó. Đó là bệnh viện cấp bữa đó không có đâu mua được cái. Bữa đây em uống em nhức, tự nhiên 3 ngày em nhức em mới đi tới khám mà em uống một viên vô không hết. Cái lên chẩn bác sĩ nó thôi giờ chuyển đi Cần Thơ thôi Sài Gòn. Em mới khóc, em mới nói với bác sĩ á là em đau bên cái này. Em uống bác nói em bị bên ung thư xương không có phải, em uống một viên mà nó không hết nữa. Bác chuyển em đi đâu? Bữa Cần Thơ chuyển trả em về đây, giờ bác chuyển em đi đâu nữa bây giờ? Rồi bác mới giữ lại, bác cho thuốc em uống. Trời ơi. Cái đó là thuốc mạnh, nó uống mà còn không bớt nữa thì gọi gì? Bữa em uống một viên luôn đó mà nó không hết. Thuốc đó rất là mạnh. Bây giờ là cái mong muốn của mình là chị là mong muốn là tụi em đến đây để kết nối với nhà hảo tâm. Giúp cho chị có chi phí để đi lên trên Bạc Liêu hả? À, chị nói ở đâu? Dạ em mong cái anh với Mạnh Thường Quân giúp đỡ em có một mớ tiền đặng em đi Bạc Liêu, em đi đăng thuốc bắc. Dạ. Bây giờ mà đi Bạc Liêu nào chờ di chuyển này kia chị cũng khó nữa nè. Dạ. Em đi xe, em đi xe một chuyến là cả triệu bạc á anh. Đúng rồi. Thuê xe. Dạ. Giờ ở này em đâu có ngồi xe nhỏ được đâu, em phải đi xe lớn không ạ? Đúng rồi. Giờ bên cạnh chị là ai chăm sóc và ai đưa ẩm cũng như là chăm sóc rồi chị? Mẹ không à? Cô này cô cũng ẩm chị đi không? Không ẩm. Dạ. Chắc nhờ nhà hàng xóm. Không, cái này chỉ ginh thôi. Nếu đi á thì mượn người ta lợi khiên đi, còn nếu mà ở nhà sinh hoạt bị cái này ở dưới này có khoét. Dạ. Có khoét cái chỗ á. Cái mình khi nào em nó đi vệ sinh hả con? Vệ sinh là đi xuống luôn hả? Đi tiêu qua cái mình lót giấy vô, cái nó có cái lỗ với cái mình để đồ mình hứng dưới. Xong rồi cái mình túm giấy đó là mình thụt xuống dưới luôn, nó không dính gì hết. Dạ. Rồi cô phải lau cái lỗ, giặt nước nóng rồi cô lau hết trơn, ngày nào cũng lau hết. Dạ.
đứng ở đây chút xíu mà nó nóng chịu không nổi luôn á cô, mà chị nằm ở đây mà quanh năm như vậy. Cái giường này thấy cái giường này giống không? Chị nói cái giường này nãy là cái giường này sao? Cái giường của bà nội của em. Bà nội, nội nằm á rồi. À. Đó bà nội nó cho xin lại của thím. Ồ, à, xin lại để nằm ha. Dạ. Giống cái giường trong bệnh viện ha. Thím dạ. Úc. Dạ. À. Có cái đồ để chai nước biển nữa. Ồ. Thím Úc nó kêu lấy về. Cái giường này bà nội nằm mười mấy năm rồi. Dạ. Dạ. Nội mất cách đây mười mấy năm mà nếu nội em còn sống em cũng có khổ nữa. Nội mất lâu rồi. Nội còn sống thì chị cũng đâu có mà có gặp khó khăn như thế này nữa. Dạ. Nội bệnh hồi đó cũng thương lắm. Dạ. Nội bệnh cũng nằm ở trên giường này mười mấy năm. Nội hồi đó dạ. bị tiểu đường rồi đi lại nhà ta bị chó nó chạy rồi té gãy bánh chè rồi nằm có 2 tháng rồi mất rồi. Trời. Nội đang sẵn sàng luôn á mà nội đi bị chó chạy té gãy bánh chè. Tiểu đường nó đâu có lạnh đâu. Dạ. Nội mất. Nằm đúng 2 tháng nội mất. Gì lạ vậy? Bây giờ tới chị thì cũng gãy giò. Gãy giò tiểu đường rất là nguy hiểm luôn. Mà là hổng gai mệt lắm. Hổng gai mệt. Sức khỏe chị mệt hả? Ăn có bữa nó ói á. Ăn có bữa ói 3-4 lần. Bây giờ là mình ăn được gì chị? Bây giờ ăn cơm, ăn cá. Cũng ăn bình thường ha. Dạ. Cái bọc này nãy nói mẹ ơi con muốn ói. Dạ. Rồi cái bọc tiêu không kịp chuẩn bị này cho nó ói. Trời ơi. Mình ăn được nhiều không mà ối? Ăn bữa chừng. Có chút. Thơm cũng ăn canh cơm mà. Dạ. Còn với thêm miếng canh với cá gì là với cái gì đó ra xong rồi. Dạ. Bệnh thì bệnh chị cũng phải cố gắng ăn uống vô mới có sức giả nó mới mau hồi phục được. Dạ, chị đừng có bi quan quá. Thì cô cũng khuyên lạc quan lên. Lạc quan lên. Bác sĩ nói đứa con nữa. Dạ. Em cũng gắng cầu nguyện, tối em muốn cầu nguyện Phật không mà. Em nói chắc kiếp trước em mắc nợ, kiếp này mắc nợ dữ lắm. Mà em muốn chết, ông trời không cho em chết. Em nói thiệt luôn á. Em nói với mẹ em hoài, mẹ ơi, làm cách nào cho con đi ra đi nhẹ nhàng đi. Chứ con không có muốn đau, con không muốn sống nữa đó mẹ. Tuổi chị còn trẻ mà chị suy nghĩ. Nhưng mà nó đau cái... lắm, nó bệnh lên lần nó đau, đau dần lắm. Nó đau là muốn tự dặn luôn, nếu mà đi được là tự dặn. Bữa trên Cần Thơ đau quá chị đau kêu thừa ơi cưng chở chứ ra cầu Cần Thơ đi thừa năn nỉ nó luôn đó. Thừa cưng chở chứ đi thừa chứ chịu hết nổi rồi thừa ơi. Là chị muốn là muốn cách cầu Cần Thơ hả? Đúng rồi, nếu mình đi được là mình nhảy rồi đó. Trời ơi sao mà chị lại có cái suy nghĩ đó. Nó đau, nó đau ghê lắm. Nó đau không tưởng tượng hình dung mà. Khi mắc bệnh rồi mới biết cái cảm giác đó chứ. Đau trong xương, chị giờ chị bị di căn qua xương. Còn cái phần ung thư kia là chị là nó đỡ chưa vậy hết chưa chị? Chưa. Nó còn di căn qua bên tay nguyên cục bự nữa. Trời đó. Ơi. Trời ơi, giờ bị bên đây xong rồi di căn qua đây hả? Nó đang di căn thay nguyên cục càng chi rồi. Trời nó di căn gan muốn hết cái gan rồi. Nhưng mà bác sĩ nói là nó ăn hết cái gan đi chăng nữa nó cũng chưa có chết. Chừng nào nó ăn hết cái phổi nó mới chết. Nói vậy đó. Là mấy anh biết cái bệnh nó đau cỡ nào rồi. Là bác sĩ nói mình giai đoạn gì rồi chị? Nói giai đoạn cuối mà sao tới giờ không chết. Em cũng mong cho nó chết chứ lắm luôn. Em nói thiệt luôn đó. Nhiều khi em tụng kinh em niệm Phật. Em nói ông trời kêu. Nhiều khi bệnh đau quá ghé ông trời kêu ông chết đi. Con chết. Con chết đừng có cho con chết đau đớn quá. Đúng hết rồi hết. Còn không hết thì... ấy đi cho nó đừng có đau đớn đúng không chị nghĩ như vậy đúng không? Em muốn giải thoát trong sự nhẹ nhàng, nó cho con đi thì cho con đi nhẹ nhàng, đừng có đau quá con chịu không nổi. Anh thấy em đau một lần em chết lên chết xuống đó, mà buông ra rồi cũng là em à. Anh nói chắc kiếp trước em tạo nghiệp dữ lắm. Nó đau, nó ghê mẹ ơi. Trời ơi. Cuộc đời của mình ai cũng muốn mình sống hết trơn, mà vì cái bệnh nó đau đớn trong cái bệnh này lòng nó không muốn sống nữa. Em nói thiệt luôn đó. Bị di căn qua xương mà giờ chị còn té gãy xương mấy khúc như thế này nữa bởi vì chị đau đớn thấy chị bây giờ cũng vẫn là còn minh mẫn chứ đâu có gì đâu. Mỗi phần đau nè cái phần bị gãy nó đau ở trong lòng xương nữa. Đó em 65 ký sau 7 ký đó mà giờ chắc chừng 50 bốn mấy 50 nếu như mà nó bị di căn xương giờ là xương nào nó cũng bị hết trơn rồi. Bởi vì chị cũng như mình có làm gì mình cũng phải kỹ một chút. Thì đó em nói với mẹ em hoài với chị em nên em nói. Con nói tại bác sĩ câu bác sĩ khám thì nói vậy thì mình nghe vậy nhưng mà
mình phải sống, mình phải tin tưởng. Dạ. Tin tưởng cái bản thân mình. Dạ. Nhưng mình ráng sống, ráng vượt qua, mình cố lên. Cố chứ mình không có suy nghĩ, chứ đừng có nghĩ tới gì hết á. Tiêu cực quá rồi nên nó bệnh nó lại. Thôi giờ ráng ăn đi kệ, ăn ăn không 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 có đồ ăn ngon thì mình ăn ít một chút. Dạ. Còn có thì mình ăn nhiều. Dạ. Ráng ăn, phải ráng ăn nó vượt qua mới được. Dạ. Chứ không ăn là không có sức để vượt qua. Dạ. Bữa em nói với mẹ em, em nói mẹ em bây giờ con té xuống là con có thể gãy xương. Bữa vừa dắt ống quần là vừa dắt ống quần em tập cái mặt em xuống là em nói với cháu. Nó xuống nó đỡ, nó khoan, đừng đỡ. Con kêu ngoại đi, sao gãy xương đùi rồi. Kêu ngoại, kêu ba má chạy ra. Gãy xương đùi mà còn gãy tay nữa. Phải nó gãy bên thôi mình cũng đỡ. Trời đất ơi. Gãy hai ba khúc, bác sĩ hỏi sao té dữ vậy, em dắp cái ông quần. Ai cũng bác sĩ nào cũng hỏi té làm sao. Ừ. Cô nói cô cũng té gãy. Cũng đơn giản mà đạp rồi ngã ngang thôi. Ừ. Mà không ngờ lại gãy như vậy luôn. Sao nó gãy. Xương yếu quá rồi. Tại vì xương mà nó bị di căn. Ừ. Qua giờ là nó chuẩn bị chuyển sang ung thư xương á. Dạ. Cho nên cái xương của mình nó rất là yếu luôn, yếu hơn xương gà. Ừ. Bác sĩ nó như cái tàn ong, những lủng lỗ hết trơn. Ghê vậy. Trời ơi. Trời ơi trời. Khủng khiếp. Sao mà xương mà lại giống như là bị trứng à. Bị tàn ong là nó bị lủng lỗ hết rồi, chắc da chạm mạnh là nó sẽ gãy. Cái hồi đó bác sĩ mổ em á là bác sĩ nói á là về không mần nặng quá 5 kg. À. Mà nếu không mần ai nuôi, phải có chồng có con á thì ừ. Chồng con nuôi mình không mần thì có thể mình sống lâu. Ừ. Con này về đi mai mà mai máy công nghiệp ngồi máy hay kim á anh. Yeah. Mà mai áo vest của mấy thằng Hàn Quốc á. Yeah. Cái tay này thì cầm cái áo vest mà thành phẩm rồi, còn cái chân này thì đạp máy nhiều. Yeah. Nó di căn hai cái này trước nhất. Yeah. Bị mình mặn nặng quá nó di căn hai cái này trước. Dạ. Chị bệnh rồi chị cũng vừa làm để vừa chị bệnh. Dạ. Mình không làm ai nuôi mình. Nó đau quá nó vô chở vô bệnh viện nó khám thì bác sĩ người ta kêu bây giờ xạ hình xương mới biết. À. Đó rồi mới đưa vô xạ hình xương rồi ra thì bác sĩ nói gì chụp hình xạ hình rồi chụp hình ha con ha, coi cái xương mình có sao ha. Chụp nó bác sĩ nói là chích thuốc cảm quan gì đó. Dạ. Chích vô rồi là mình đưa vô trong đó mình chụp mình mới thấy toàn bộ hết. Thấy hết luôn. Thấy xương như cái đầu của trời luôn á. Em điện cho bà chủ quản lý em, bà khóc, bà quản lý, bà tổ trưởng bà khóc quá thì khóc luôn. Đâu có ngờ là căn bệnh mình nó đúng nặng như vậy đó. Em cũng có nói với mấy chị em nói chứ chị ơi em gắng em mặn hết tháng 5 chốt sổ tháng 5 đi chị, qua tháng 6 đầu tháng 6 em nghỉ nghe chị em đi khám bệnh. Chứ giờ em sao quá em chịu hết nổi. Khi nói rồi em chụp ra là em điện cho chị quản lý là chị khóc luôn. Chị khóc quá chị khóc. Chị quản lý chị thương lắm, tới giờ chỉ còn nhắn tin nói thăm nữa. Giờ cô thì cũng lớn tuổi đó, bây giờ phải nhìn con như thế này nè, thật sự thì cô cũng đau lòng dữ lắm luôn, mà muốn giờ muốn thay thế mà cũng đâu có gánh được đâu, để căn bệnh trong người mà đó, hồi nó phát bệnh là cô giá trời phạt. Dạ. Nếu mà cho nó sống 10 năm 15 năm á, cô như tuổi thọ giảm. Cô cũng chịu muốn chia sẻ với con gái cô mà đau lòng. Chị nó nuôi con đó. Chị nằm ở đây chị có chịu không? Chị đâu có muốn mà chị nằm như thế này đâu. Dạ. Không ai muốn hết anh. Đi xui gũi với bữa đó em nghe lời mẹ em ở nhà nuôi té đâu. Nó nhớ cha nó quá rồi nó mới đi nằm. Dạ. Nằm về cái nó té. Mình nằm như vậy, bệnh như này rồi gia đình mình có được hỗ trợ từ chính quyền địa phương hay gì không cô? Có gì có đợt rồi không biết cho được chục ký gạo với thùng mì. Dạ. Dạ. Có được chục ký gạo thùng mì. Với, hai bịch muối. Dạ. Dạ. Với chai nước tương. Dạ. Gia dầu ăn nhỏ. Người ta nói bệnh này bên hội chữ thập đỏ hỗ trợ cho em mà tới giờ không thấy hết trơn anh. Không, không cho ông làm gì đi, mà trợ cấp cả năm á mấy em, trợ cấp mà hàng tháng cũng có luôn. Rồi thấy người ta cũng bị ung thư ruột rồi mà người ta cũng được lãnh tiền của bên hỗ trợ nhà nước hỗ trợ đó. Dạ. Bệnh ngặt nghèo rồi lên tới sắp
chăn bên khoa ung bú đó. Dạ. Hỏi thăm ai cũng được lãnh chứ. Còn nó chắc mình không biết làm giấy tờ hay như thế nào. Mình phải đi trình giấy tờ con. Hổm xe bệnh. Từ thiện ở xã Long Bình, ngã tại Hậu Giang đó, là chỉ cô về đang làm giấy đang được hỗ trợ đó, nhà nước hỗ trợ đó. Nhưng mà cô ra xã làm rồi cũng hẹn. Dạ. Thấy gì ủy ban thì cũng có làm cho cô rồi. Nhưng mà chỉ là hẹn thôi. Dạ. Hẹn chưa có ha. Chị biết hẹn là kêu em chờ 2-3 tháng rồi đi. Cái này bệnh là bó lại làm chứ đâu phải ông làm đâu. Nói gì đó. Chờ. Bắt mình chờ đợi. Cô mới nói gì nè. Nói vậy luôn anh, còn cái nắng trong đây nữa nè anh. Bỏ cái chừng làm chứ không phải làm chờ 2-3 tháng làm rồi là không hỗ trợ. Cô mới nói đâu phải là cô nói là em té mà cô xin nhà nước hỗ trợ, nhưng mà cái bệnh của em là cái bệnh ung thư là mấy năm nay đều từ cái ấp này ra tới xã Mỹ Bình ai cũng biết hết là nó bị bệnh ung thư. Ra tới ngã năm bây giờ lên Sóc Trăng rồi, bác sĩ nào thấy là thấy mặt nó là cũng biết hết trơn rồi đó. Dạ. Thấy mặt nó là rồi đó, biết hết ngã năm cũng gì luôn. Dạ. Dạ. Trước cái bệnh em nằm ngay năm luôn mà có cái bữa đó nhất cái xương mày quá trời ra ngoài thuốc nó trị hết được rồi. Nó mới chuyển em lên Sóc Trăng, nó hết thuốc điều trị á. Từ đó là sau này lên Sóc Trăng không còn ghé ở đây nữa. Ở đây cũng giống như là không còn thuốc để chị á. Bác sĩ bây giờ cũng nói về là tùy theo cái khả năng của chị hả? Chứ không, nói chung là chứ cũng chưa có biết như thế nào luôn. Chưa biết. Nếu mà phục hồi thì có thể là trở lại bình thường, còn không á thì chị phải nằm như hoài. Ống phục hồi rất thấp. Rất là thấp. Hiện tại là chị có uống thuốc uống gì thêm không chị? Có. Giờ mình uống thuốc tây hả? Uống tây. Có uống thuốc nam được thêm không cô? Tại vì bị té gãy xương rồi phải uống thuốc giảm đau này kia. Đúng rồi. Thuốc nam thì trị lâu dài lắm, đâu có giảm đau liền cho mình được đâu. Nha. Dạ. Nằm. Giờ mọi sinh hoạt là cô lo hết, là mẹ lo hết cả nhà. Dạ. Con em chỉ phụ bưng cơm rồi lên cho em ăn. Để con trai là con trai lớn của cô, con trai lớn của chị có điện hỏi thăm chị chưa? Cũng có lâu mới có điện. Trai có đi học hả? Có đi học không con? Con nghỉ rồi chú. Ủa sao nghỉ rồi? Nói lớn là Do tại mẹ con không có đủ khả năng nuôi con. Con ở chung với mẹ, con bị bệnh, con nghỉ, con nuôi mẹ. Trời ơi. Mẹ bệnh rồi, mẹ không có đi làm, có tiền, không có khả năng nữa nên con nghỉ học. Có nhà phụ mẹ. Con học tới lớp mấy rồi? Dạ, con học tới lớp 4. Lớp 4 rồi. Quá nhỏ rồi. Nó học có giấy khen. Dạ, không giỏi hả cô? Không giỏi lắm à. Bây giờ mẹ bệnh rồi mẹ đâu đi làm được đâu, đâu có kiếm ra tiền như lúc trước mẹ khỏe mới đi làm. Thì mẹ lo được còn giờ đó. Hàng ngày con làm được cái gì? Con làm được gì cô mẹ? Con phụ mẹ bưng cơm nước với góp nước cho mẹ rồi ha. Bưng cơm bưng nước, góp nước. Phải bỏ học. Tuổi này là tuổi ăn tuổi học. Cô giờ cũng không có còn tiền. Dạ. Cô giờ cũng không còn tiền. Cô không có còn tiền nữa để lo cho con. Thật sự thì con thấy cô với chú thì ngoài cái căn nhà ra thì bây giờ thì tại vì bệnh cho chị cũng bệnh lâu. Con nhỏ lắm ơi. Ruột nó chống lỏng hết. Ba chị em bác ba lấy trên tiền rồi. Hồi 400 triệu ba ngừng được rồi, không chịu. Sau này giấu mẹ em kêu bây giờ em tăng lên cho 500 triệu rồi bỏ tiền lãi gì cũng không đóng hết, mẹ em bán hết trơn đất luôn, giờ không lo cho em được luôn, giờ em phải nhờ tới mấy anh, nhờ tới cộng đồng mạng giúp đỡ cho em, giờ em bỏ cái chừng bằng thuốc bắc để em ngồi gì được cho mẹ em đỡ khổ. Bó cái chân với bó cái tay luôn hả chị? Dạ đúng rồi. Giờ đến nỗi mà không có tiền để đi bó thuốc bắc luôn. Dạ đúng rồi anh. Tiền hàng ngày mua tả mua đồ cũng rất khó. Tại vì chị nằm bệnh thì thấy gì cũng tốn nhiều chi phí lắm. Cái gì cũng tiền, tiền giấy, tiền tả, tiền đủ thứ. Ví dụ như nhịn ăn nhịn uống được rồi, lỡ mà bệnh của chị rồi hết tiền rồi chị làm cách nào? Chị nằm đi. Nằm đây nhiều khi xin chị với em. Mà không lẽ xin hoài, ai cũng có gia đình hết trơn á, ai cũng lo cuộc sống riêng hết.
giúp đỡ mình bao nhiêu năm, 5 năm bây giờ để mình báo chị em mình hoài, trong khi chị em mình lội huề đồng bắt tận con ốc về lễ. Còn mình có hỏi bên trên đó là khi mình đi bó thuốc á, vậy là mình lên đó nở trên đó luôn hay là như thế nào chị? Hay là ở trên đó lâu hay bó rồi đi về? Rước ở nhà. Rồi rước về đây. Rước về đây hả? Ba em đi rước vô nhà. À, chứ mình không có đi, chị khỏi lên trên đó. Không có lên. Chị cũng tại chịu vô. Chứ chị đi vô. Đứng cũng khó khăn. Dạ. Với em đi lần tiền xe nhiều lắm. Đúng rồi. Có cái gì năn nỉ người ta cô? Chị? Năn nỉ cũng bữa như thầy luôn đó. Bữa rồi mà chưa có tiền bó. Bó thuốc gì đâu. Năn nỉ thầy thuốc thì vô tận nơi đi cho mình đỡ tốn cái chi phí. Nhưng mà mình không có tiền mình đi bó. Chứ đi xe không mà 1 triệu 2 triệu nhiều khi còn không đủ nữa. Nhưng mà cái di chuyển cũng khó khăn nữa. Rồi phải muốn làm đau lắm di chuyển được đâu. Giờ chị là di chuyển là đau nè, tay xương giờ đang gãy chưa lành hẳn á. Vì khởi động là đau. Là đau lắm. Bây giờ thì chị đâu có chở mình gì được hả chị? Chở mình đâu được không? Em chỉ nằm em coi giờ này lên xuống thôi chứ. Giờ đây là bình thường nè. Dạ. Còn giờ chưa này. Chị nãy giờ nói là chị lúc đầu chị bị ung thư mấy bên đây, bên ngực bên đây, bây giờ nó gì qua bên đây, trời ơi. Nó qua bên đây cứ nát à. Nghe sợ. Bây giờ nó nổi giống đợt trước vậy đó hả? Dạ, bây giờ nó bự hơn đợt trước nhiều rồi. Giờ phản bao lớn vậy? Nó cứ tròn vậy hả? Nó tròn. Nó có miệng không? Nó bự hơn cái trứng gà. Ở trong á. Chắc nó bằng cái trứng gà hoặc nó bự hơn. Người ta có cái miệng ở ngoài đúng không? Trời ơi. Không, cái này chưa có. Ở trong. Chưa. Chưa. Dạ, dạ. Ủa sao em thấy người ta đi mổ quá chị? Cái này mình mổ không được hả? Mổ bên này. Mổ bên rồi đó. Còn cái này nó mới chuyển qua bên này. Cái này là nó mới di căn qua đây thôi. Cái này nó mổ bên kia là để sao chị nó vô thuốc gì phải không? Mổ rồi là vô quá chắc thêm nữa ha. Là đã hết một bên, nó gần hết rồi, bây giờ nó di căn bên đây. Kia. Cái này nó ngộ lắm nha. Khi mà mổ nếu như hết thì hết tiền, còn thôi là nhảy chỗ khác. Giai đoạn đau quá. Cái gì quá chị xạ trị đều đủ liền hết trơn mà nó không vậy. Giai đoạn đau người ta sống lâu lắm. Còn của em là cuối giai đoạn 3C. Người ta có giai đoạn 3 mà 3A, 3B, 3C. Của em là cuối giai đoạn 3C bởi nó mau phát triển. Nó mau di căn lại. Nó bệnh nó nhanh á. Sao mà nghe chị nói đau lòng quá trời như vậy. Tới cuối luôn rồi. Nghe chị nói mà nãy giờ muốn ngừng mắt luôn. Chị lạc quan lắm, tính ra chị cũng mạnh mẽ lắm mạnh luôn. Mẹ. Em lạc quan. Nó không biết hồi nãy nó nói cho mấy em nghe đó, em lấy nó mày đừng đi chị đâu để tao bóp cho nó hết. Trong khi á mà con nghe người mẹ mà nghe con mình con rể mình nói trời con người ngoài con còn thấy cảm thấy rất là buồn cho chị nè, chị nghe được cái lời đó chị buồn lắm. Nói mà tội cho chị quá. Sống hàng ngày có hai vợ chồng thương yêu với nhau mà tới chừng mà bệnh lại nói là bóp cho chết. Em không ngờ ảnh vô tất. Nên mà cưới hỏi đàng hoàng cho hết cái mục đó mấy em biết không? Ý chồng nó nói bóp cho hết cứ lỗi đàng hoàng để hai mà con nữa, chứ đâu phải mê dạng như mà chấp nói là đi theo đâu. Hồi xưa anh có tánh gì không chị? Hồi xưa thì cái tánh hay ăn nhậu thôi. Không ngờ người chồng lại nói vợ như vậy. Nói vậy là hết thương mình rồi mới nói. Cái gì hết thương rồi chị thì anh lần lần anh cũng đi luôn. Mặc cho chị tự muốn sống mất thì mất. Bệnh như thế này á. Em mà lúc em mổ Sài Gòn là không cho em một ngàn còn không có luôn. Em tự bưng trải ơn em. Hồi đó em hỏi bên Homburg á. Em hỏi tiền mình nói em chỉ bệnh á. Rồi em mặn em trả từ từ, em trả mới hết thì em quay lại bệnh nữa đó. Thôi chị cố gắng nha chị, cố gắng lên. Thông tin thì khi mà anh em chia sẻ thì cũng đồng cảm với nhà hảo tâm như là Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho chị được theo cái mong muốn của chị á. Để điều trị cái căn bệnh của mình. Để cho chị lành lặn lại, đang chị còn ngồi tới ngồi lui tự vệ sinh bản thân này kia. Để giờ mẹ làm thì chị cũng đau lòng quá. Trời mưa hả anh em? Mưa đây dọc lắm hả? Như bó. Thì hôm nay thì bó thuốc nó làm lợi. Đỡ cho nó ngồi lên nó mình tắm rửa rồi á. Đến đây thấy hoàn cảnh thật sự anh em mà đến đây nhìn chị nằm như thế này và đau đớn thật sự cũng xót xa cả nhà. Thì hôm nay con đến thì cũng có một cái phần quà từ anh Trầm Gài Tình á, có gạo mì á để bên kia hả
gạo mì với bánh tương nước mắm đường ha, để bên đó được gửi cho gia đình mình ha. Để là giặt hết đi cho chị Diễm. Thì khi mà anh em đăng lên thì cũng tùy duyên nha chị ơi. Dạ, dạ. Đó, khi mà có Mạnh Thường Quân giúp thì tụi em sẽ TikTok cũng như liên hệ với chị để cho thông báo mình biết đó. Dạ. Nếu mà Mạnh Thường Quân có giúp thì em sẽ liên hệ chị cũng như là để cho chị hay rồi cũng như là kêu thầy xuống á. Dạ. Để làm cho mình ha. Dạ. Đó, thì hôm nay thì ngoài cái phần quà của anh Trần Nghệ Tình thì anh Trần Nghệ Tình cũng gửi cho chị là 500 ngàn ha. Dạ. 500 ngàn. Đó. Tiếp đó thì có chú Dân với cô Hồng Việt Kiều Mỹ là gửi 1 triệu ha. Dạ. Trước nữa thì có chú Sưng Việt Kiều Mỹ là gửi 500. Ừ. Cô Ngọc Việt Kiều Út là gửi 1 triệu. Ừ. Anh Minh Việt Kiều Mỹ là gửi 500. Ừ. Dạ. Thì tổng số tiền mà hôm nay em đến đây cũng như là gửi cho gia đình mình là 3 triệu 500 hả chị ha? Dạ. 3 triệu 500. Ừ. Dạ. Chị cố gắng nha chị nha. Dạ, dạ. Nhìn chị mà đau đớn khóc hay là cầm mình cái. Em gửi cho cô chị ha. Dạ. Nếu mà có Mạnh Thường Quân nào giúp thêm á thì em cho chị hay. Dạ. Chị cầm được không? Đây. 1 triệu nè. Dạ. 2. Dạ. 3. 3 triệu rưỡi ha. Dạ. Đây. Dạ. Đây là những tấm lòng của nhà hảo tâm. Dạ. Cũng gửi qua anh em đó để khi mà gặp những trường hợp khó khăn thì cũng em giúp đỡ. Cho em gửi lời cảm ơn các. Dạ. Mạnh Thường Quân cũng như nhà hảo tâm đã giúp. Dạ. Đỡ cho em. Dạ. Dạ. Bây giờ cái mong muốn của gia đình mình rồi chỉ mong muốn là có tiền để đi chị đi đắp thuốc cái tay với cái chân thôi để. Dạ. Cho hết chị bình thường lại thôi ha. Dạ, dạ. À, rồi. Cái thực sự khi mà nhìn vô á em nghĩ là đắp thuốc ví dụ như tay chân mình hết mau hồi phục đi, nhưng mà chị còn căn bệnh của chị nói chung là cũng căn bệnh thôi cũng chưa có khỏi đâu. Chưa. Ừ. Khỏi bây giờ đang chuẩn bị di căn, chị còn gặp rất là nhiều khó khăn. Dạ. Ở phía sau cũng rất là mong quý nhà hảo tâm khi mà xem được cũng đồng cảm giúp cho chị á để dành lại cái sự sống. Cô có gửi lời nào không cô? Cô. Yeah. Nãy giờ cô ngồi cô khóc thương quá. Cô có nói lời nào đến Mạnh Thường Quân không cô? Yeah, cô cũng gửi lời. Dạ. Các Mạnh Thường Quân. Dạ. Có điều kiện giúp đỡ cho cháu. Dạ. Nó có tiền nó đi bó thuốc cái tay với cái chân của nó. Dạ. Nếu mà nó lành lặn lại có ngầu được thì cũng đỡ cho cô. Dạ. Đỡ cực phần nào. Đỡ cực cho cô ha. Cô rất cảm ơn mấy Mạnh Thường Quân với em bỏ công đi lại tới đây. Dạ, dạ. Cô cũng gắng lên nha cô. Dạ, dạ. Cố lên nha chị. Dạ. Rồi con trai có cái lời nào muốn gửi đến ông bà cô chú bà không? Cũng dạ. Nhắn với ông bà cô chú là giúp đỡ cho mẹ như thế nào, tôi nói coi con. Dạ, giờ con muốn mẹ con ngồi được. À. Con muốn mẹ con sinh hoạt hàng ngày được nhé. Nếu được thì con cảm ơn. Ừ, nhắn nói ông bà thương giúp cho mẹ con có tiền để đi trị bệnh ha. Ừ, trai hiền lắm nha. Thương nó. Cái con ngoan người hiền cũng không nói gì nữa cả nhà. Nhìn như vậy đi. Anh em đến đây thì cũng thay mặt gia đình cũng xin gửi một lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả nhà tâm. Trước mắt thì cũng gửi cho chị một số tiền á để cho chị trang trải trong lúc khó khăn này. Nên cũng hy vọng người tự nhiên cũng như kết nối được nhà tâm á giúp cho chị theo cái mong muốn của chị muốn đi tập hút á. Rồi chị Diễm cố gắng nha, cố gắng nghỉ ngơi. Dạ, chị cũng cố gắng nha. Dạ. Lạc quan lên cho chị nha. Cảm ơn các anh em, cảm ơn nha. Mạnh Thường Quân nhà hảo tâm giúp đỡ em. Dạ. Dạ. Cố gắng lên chị. Dạ. Chào chị nha, chị nghỉ ngơi nha. Chào cô nha. Cố gắng chào cô. Chị chào con trai nha. Chị cố gắng rồi giữ lạc quan rồi cho cái tình trạng sức khỏe của mình đỡ rồi mình đi khám bệnh nó mau hết đó chị. Dạ. Chứ đừng có suy nghĩ giống như hồi nãy đó nha. Suy nghĩ nhiều quá rồi chị nghĩ quẩn. Dạ. Đau. Đau đớn cỡ nào mình cũng phải cố gắng vượt qua cái nỗi đau đó. Rồi mình cố gắng. Dạ. Đau tới chịu không nổi muốn đầu đi nhảy cầu luôn. Đau quá nó đéo thì mẹ chỉ tiếp ấp thôi. Đúng rồi, chỉ nhìn con đau thì vậy thôi chứ giờ muốn thay thế cái nỗi đau đó cũng đâu có được. Tại căn bệnh trong người của chị Diễm mà thôi. Chị cũng gắng niệm Phật nha chị. Niệm Phật mỗi Phật. Đêm. Dạ, cô cũng vậy. Luôn à. Dạ. Sáng thì em ngủ niệm Phật. Trưa nhiều khi em nằm em ở sống thì em niệm Phật luôn đấy. Dạ. Cô thì nói nè. Dạ xin chào quý khán giả, quý Mạnh Thường Quân đang xem kênh Bagina.
Dạ thì hiện tại thì em đang ở ngã năm thành phố Sóc Trăng cả nhà. Thì hôm nay em cùng với anh em có đến đây để thăm một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt cả nhà. Thì hôm nay thì cũng có là Minh Quận Vlog, đó là một người em, thì hôm nay cũng ngày đầu tiên thì em cũng đồng hành cùng với anh em đi thăm hoàn cảnh cũng như là hỗ trợ hoàn cảnh ở Sóc Trăng cả nhà. Đó thì em cũng mới làm nên là cũng rất là mong quý khán giả cũng như quý mạnh thường quân cũng như ông bà cô chú gần xa thì cũng đăng ký kênh để ủng hộ cho em Minh Quận Vlog nha cả nhà. Đó thì bây giờ anh em mình đi vào ha, đi vào để thăm coi câu hoàn cảnh này như thế nào đó cả nhà. Dạ thì vừa rồi cả nhà, hoàn cảnh của chị Diễm 38 tuổi mắc một căn bệnh ung thư vú, thì đã bị chồng bỏ. Hiện tại thì chị về ở đậu căn nhà của mẹ ruột của mình, thì gia đình cũng rất là khó khăn, thì anh em cũng rất là hy vọng khi mà đăng tải lên thì cũng nhận được sự yêu thương từ quý mạnh thường quân, có thể là đồng cảm giúp cho chị một cái phần nào đó để đi bó thuốc, và cũng rất là hy vọng hồi phục sớm để lo cho con của mình nữa. Dạ thì bây giờ video cũng khá là dài, thì em cũng như là Minh Quận Vlog xin tạm khép video tại đây. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Dạ xin chào ạ.